Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Ai sinh ra cũng mong muốn mình có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc đong đầy. Tuy nhiên, mỗi người đều được trời ban cho một số mệnh nhất định. Vì vậy, có những người vừa sinh ra đã được hưởng khí chất cao sang, bất kể họ làm việc gì cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Trong tử vi học có nói, 6 con giáp nữ này là báu vật của Thượng Đế. Không những họ mang số mệnh Phượng Hoàng, cuộc sống hậu vận an nhàn, giàu có, mà còn là bùa hộ mệnh cho gia đình. Nếu như người khác sợ tuổi già phải trải qua cuộc sống nghèo khổ, thì với những con giáp này, càng lớn tuổi lại càng được hưởng vinh hoa phú quý. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào nhé! Trời sinh 6 con giáp mang khí chất nữ hoàng, bất kể xuất thân và diện mạo, càng lớn tuổi càng quyền lực, cả đời viên mãn sung túc. Người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, khí chất và bản chất của con người là do trời ban, không phải ai cũng sở hữu được. Tử vi học còn nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, có nhiều người tuy sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng họ không có bản lĩnh, thì cho dù có hậu thuẫn bao nhiêu cũng không thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số 12 con giáp, có 6 con giáp trời sinh mang số mệnh phú quý, sở hữu khí chất nữ hoàng. Vì vậy, bất kể họ sinh ra trong gia đình thế nào, hoặc có tướng mạo ra sao, thì cuộc sống tương lai vẫn thăng hoa rực rỡ, càng lớn tuổi càng quyền lực. Bước vào giai đoạn hậu vận, không chỉ xây dựng sự nghiệp thịnh vượng, mà còn tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc. Đó là những con giáp nào chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. 1. Tuổi Hợi. Ai cũng biết tuổi Hợi là một trong những con giáp có khí chất hơn người, bên cạnh đó lại được thừa hưởng nhiều phúc đức trời ban, nên làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Tử vi học còn nói, tuổi Hợi mang số mệnh Phượng Hoàng. Bất kể được sinh ra trong gia đình thế nào, thì họ cũng sẽ trở thành người quyền lực, nắm trong tay khối tài sản to lớn và được sống an nhàn đến cuối đời. Vào độ tuổi trung niên, túi tài của người tuổi Hợi luôn trong tình trạng được mở rộng, cộng thêm có nhiều quý nhân bên cạnh giúp đỡ, nên dễ dàng làm giàu trong thời gian ngắn. Đặc biệt hơn hết, một khi tiền đã vào túi của người tuổi Hợi thì khó mà vơi đi, cứ thêm một năm, sự giàu có của họ lại tăng thêm một bậc. Hậu vận tuổi Hợi không những xây dựng được gia đình sung túc, hạnh phúc, mà còn dư giả tài sản, đủ sống an nhàn đến hết đời. 2. Tuổi Ngọ. Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách hòa đồng, dễ gần gũi, tạo cho người khác cảm giác thân thuộc. Đa số phụ nữ tuổi Ngọ đều rất thông minh, hoạt bát, nên xung quanh có nhiều bạn bè, đặc biệt là những lúc khó khăn, hoạn nạn, đều có quý nhân giúp đỡ. Người tuổi Ngọ không sẵn sàng làm phụ nữ của gia đình. Đối với công việc xã hội, họ lại tích cực và nhiệt huyết hơn. Vì vậy, sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Ngọ vẫn miệt mài với sự nghiệp của mình. Nhờ vậy mà cuộc sống trung vận thăng hoa và giàu có. Ngoài ra, phụ nữ tuổi Ngọ còn mang mệnh Vượng Phu Ích Tử, thể giúp chồng xây dựng sự nghiệp và nuôi dạy con cái nên người thành tài. 3. Tuổi Mão. Trong số những con giáp, tuổi Mão là con giáp đặc biệt nhất khi thích nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho mình. Họ sống một cuộc sống thoải mái và dễ chịu, đặc biệt hơn hết là tuổi Mão có trái tim ấm áp, biết lắng nghe và thấu hiểu. Trời sinh tuổi Mão cũng là người mang số mệnh Phượng Hoàng, bất kể là cuộc sống phải trải qua bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố, nhưng cuối cùng họ sẽ là người được hưởng phước và sung sướng, an nhàn hết đời. Sau 35 tuổi, cuộc sống của tuổi Mão mới bắt đầu thăng hoa. Đây là lúc họ nhận được nhiều sự chiếu cố của Thượng Đế cùng các vị thần may mắn. Đi đến đâu cũng được quý nhân theo đến đó, làm việc gì cũng được suôn sẻ, thuận lợi. Người khác càng lớn tuổi càng có nhiều điều phải lo, nhưng tuổi Mão thì ngược lại, hậu vận của họ toàn những điều tốt đẹp, êm ả. Muốn gì có đó, tài vận cứ mỗi năm mỗi tăng, hậu vận chỉ có viên mãn và sung túc. 4. Tuổi Dần. Dần cá tính mạnh mẽ, thông minh, thẳng thắn lại vô cùng sòng phẳng, đặc biệt trong chuyện tiền bạc. Là người có tố chất lãnh đạo, có tiền, biết chi tiêu, Dần chưa bao giờ để bạn bè mình phải thiệt. Họ có thể nhận thiệt về mình, nhận những cái mình không làm chỉ để bảo vệ bạn bè và tri kỷ. Nếu đã chọn ai là bạn thân thì Dần sẽ đối đãi như người ruột thịt, không câu nệ, không tính toán thiệt hơn. Chơi được với tuổi Dần chính là có được quý nhân, bạn không nên đánh mất một người tri kỷ như vậy. Khí chất của người con gái tuổi Dần còn gấp rất nhiều lần đàn ông, khả năng ngoại giao và kiếm tiền cũng không thua kém gì. 5. Tuổi Sửu. Trời sinh những người tuổi Sửu vốn rất chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu mang số khổ, nhưng trên thực tế tuổi Sửu là con giáp biết nhìn xa trông rộng. Họ là người được trời sinh, mang khí chất nữ hoàng, cuộc đời có khó khăn trắc trở thế nào cũng vượt qua được nhờ bản lĩnh tuyệt vời của mình.
Tử vi học có nói, bước vào giai đoạn trung vận, đa số phụ nữ tuổi Sửu thường công thành danh toại. Bất kể họ sinh ra trong gia đình thế nào, thì khi trưởng thành, họ cũng gặt hái được nhiều thành công. Tính cách tuyệt vời của tuổi Sửu giúp họ ngày càng thăng hoa trong công việc và hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân. 6. Tuổi Tý. Tuổi Tý mạnh nhất về khoản kiếm tiền và tiêu tiền cũng nhanh. Tý không so đo tính toán với ai bao giờ, đặc biệt là với bạn bè của mình. Phương châm tuổi Tý, vài đồng tiền không thể nào mua được tình cảm, thế nên chẳng bao giờ tiếc bạn bè cái gì. Tuổi Tý tính tình hoang phí, cũng hay tiêu không đúng mục đích, nên cũng cần phải ghi nhớ tiết kiệm hơn một chút. Không nên vì tính dễ dãi của mình mà để kẻ xấu lợi dụng, vay mượn không trả. Tý có bản lĩnh hơn cả đàn ông, mạnh mẽ quả quyết trong mọi việc lớn nhỏ, bạn đều là người quyết định. Thế nên trong công ty bạn được cấp trên và đồng nghiệp yêu mến, nể trọng. Dân gian thường có câu, an cư lập nghiệp, ý muốn nói rằng lập gia đình là nền tảng để xây dựng sự nghiệp, đặc biệt đối với phụ nữ, những người có gánh vác trọng trách to lớn là sinh đẻ. Nếu ngoài 27 tuổi chưa kết hôn thì sẽ bị liệt vào danh sách gái ế, đau đầu mỗi dịp về quê phải nghĩ cách thoái thác, trả lời cho câu hỏi huyền thoại, bao giờ lấy chồng. Vì lẽ đó mà nhiều người muốn kết hôn càng sớm càng tốt, nhưng không phải ai lấy chồng sớm cũng viên mãn hạnh phúc. Theo tử vi học, có 6 con giáp được các nhà tử vi khuyên nên kết hôn muộn, bởi càng ế lâu lại càng có viên mãn cả về tiền bạc và gia đình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tuổi Thìn. Đa số những cô gái tuổi Thìn có đường tài lộc rất tốt, sinh ra đã mang mệnh phú nhân phù trợ, sống với bố mẹ, giúp công việc của bố mẹ thuận lợi, tiền vào như nước. Bản thân nữ tuổi Thìn cũng rất coi trọng sự nghiệp, đề cao giá trị bản thân, đôi khi có sự thiếu tôn trọng với đối phương nên sẽ hạnh phúc. Khi có sự thiếu tôn trọng với đối phương nên sẽ hạnh phúc hơn nếu kết hôn muộn. Tuổi Thìn nếu kết hôn sớm, ban đầu có thể sẽ êm đẹp, nhưng càng về sau vợ chồng càng dễ bất hòa và có thể đổ vỡ. Người tuổi Thìn vẫn được ví von rằng không có đàn ông vẫn sống tốt, bởi bản tính mạnh mẽ, kiên cường, thích tự mình vượt qua khó khăn, tạo nên thành tựu trong sự nghiệp thành công. Nữ tuổi Thìn không phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền, tự mua nhà, sắm xe và hưởng thụ cuộc sống sung sướng như một bà hoàng. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi cũng là một trong những 3 con giáp càng lấy chồng muộn càng viên mãn, độc thân, giàu một thì kết hôn muộn, giàu gấp 10 lần. Người cầm tinh con dê sinh ra đã có số mệnh Lữ Vương, mạnh mẽ, thích tự mình lập nghiệp. Do đó, bạn muốn tập trung dành thời gian để làm việc chăm chỉ hết mình, đạt được mục tiêu của mình thay vì kết hôn sớm và phải dành nhiều thời gian để xây dựng gia đình nhỏ. Sự độc lập về tài chính là một trong những yếu tố khiến bạn không muốn lập gia đình sớm. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ chớ cảm thấy buồn bã nếu đã đến tuổi cập kê mà vẫn bị gắn mác ế, bởi bạn là một trong 5 con giáp càng kết hôn muộn càng viên mãn. Người tuổi Ngọ thích tự do bay nhảy, yêu thích độc lập và ít quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Do đó họ sẽ khó hòa hợp với cuộc sống gia đình khi còn trẻ. Kết hôn sớm có thể dẫn đến bế tắc trong hôn nhân, vì thế kết hôn khi đã trưởng thành, chín chắn sẽ giúp hạnh phúc của người tuổi Ngọ được đảm bảo lâu bền hơn. Sau khi kết hôn, người chồng cũng sẽ giúp bạn trong công việc cũng như chăm sóc gia đình, con cái. Nhờ đó mà cuộc sống luôn vui vẻ, may mắn và thịnh vượng. 4. Tuổi Mão. Bản tính của tuổi Mão không thích sự ràng buộc, sống lý trí và quyết định mọi việc dựa trên cảm xúc cá nhân. Vì thế, họ sẽ chỉ yên bề gia thất khi cảm thấy bản thân hội tụ đầy đủ các yếu tố phù hợp với cuộc sống gia đình, cả về trách nhiệm lẫn kinh tế. Ở độ tuổi trẻ, họ sẽ ưu tiên thời gian nhiều hơn vào việc kiếm tiền, nên chẳng có gì lạ khi ngoài 30, nữ tuổi Mão vẫn đi sớm về quê một mình. 5. Tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi nếu muốn cuộc sống viên mãn thì nên kết hôn muộn. Nữ giới cầm tinh con heo rất yêu thích sự tự do, phóng khoáng và cực kỳ ghét sự ép buộc. Nếu phải bước vào hôn nhân, họ sẽ chỉ kết hôn khi sẵn sàng, không bao giờ bị người xung quanh mà chọn bừa một người đàn ông của mình. Chính điều này khiến họ phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ, cân nhắc trước khi kết hôn. Tuy nhiên một khi đã quyết định gắn bó với ai thì họ sẽ hết lòng hy sinh, cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình. Có thể nói chậm mà chắc là phương châm của người tuổi Hợi. 6. Tuổi Tỵ. Phụ nữ tuổi Tỵ được đánh giá cao bởi sự lanh lợi, thông minh, hoạt ngôn, sở hữu ngoại hình và loại đẹp nhất trong 12 con giáp. Phụ nữ tuổi Tỵ còn có cách ứng xử, cá tính và thu hút. Đây là một trong những con giáp được đàn ông săn đuổi, chinh phục nhiều nhất. Tuy luôn có nhiều vệ tinh vây xung quanh, nhưng các cô nàng tuổi Tỵ thường đặt ra những yêu cầu tương đối cao đối với quý ông của mình. Trong công việc, họ là người cực kỳ nghị lực và kiên cường. Người phụ nữ tuổi Tỵ có cách quản lý tiền bạc thông minh, biết tiêu tiền và cũng biết cách làm ra tiền.
Vì thế không ngạc nhiên khi hậu vận họ trở nên giàu sang, đầy đủ, phúc phần mà không cần phụ thuộc vào đấng mày râu. Tuy nhiên đến khi lập gia đình, họ cũng sẽ là một con người tuyệt vời, biết lo toan, chăm chút cho chồng con. Có thể nói đây là con người giỏi việc nước, đảm việc nhà, ai lấy được sẽ may mắn bội phần. Sinh ra làm phụ nữ, ai mà chẳng muốn mình mang khí chất nữ hoàng, được nhiều người yêu quý, đạt được thành công và may mắn. Trong cuộc sống. Muốn làm được như vậy, không nên ỷ lại vào số mệnh mà hãy tự mình làm nên số mệnh các cô gái nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc về ý kiến đóng góp, xin quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận dưới video này nhé. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo, đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!